Nhớ xíu, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Toán và Chuyện mà mình là Củi Ca. Hôm nay mình và các bạn cùng khám phá những tập truyện mới nhất đến nhà xuất bản Kim Đồng nha các bạn. Thì trên màn hình của bạn đây là ba tập truyện mới nhất đến từ nhà xuất bản Kim Đồng, và nhân vật chính hôm nay chúng ta sẽ review đó là Hánh Thạch Raver nha các bạn. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ, ủng hộ video này cho mình. Nếu video này sau một tuần đạt được 3.000 view, mình sẽ dành tặng cho 15 bạn ha, mỗi bạn một cuốn Hánh Thạch Raver từ tập 1 tập 15. Các bạn hãy chọn bất kỳ ha, mỗi bạn một cuốn, mình dành tặng cho 15 bạn nha các bạn. Nguyên siêu đủ quà luôn nha các bạn. Rồi không làm các bạn cho lâu nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá những nội dung bên trong của Hánh Thạch Raver, chúng ta sẽ có những gì nha các bạn. Mình mời các bạn cùng khám phá chung với mình. Rồi bây giờ đối với cái tập truyện này, chúng ta sẽ được một cái bookmark ha, đây khá dễ thương nha, đó, dễ thương dễ cưng các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ được có một cái bìa rời bên ngoài được cán bóng nha các bạn. Đây một bìa rời bên ngoài được cán bóng khá xịn sò cho các bạn. Giá tiền chỉ 30.000 thôi mà quà của bộ này cũng khá là xịn so với tập 1 nha các bạn. Đây được cán bóng, đây là phần gái nè, phần nội dung phía sau nè các bạn. Sách dành cho túi tuổi là 16 cộng nha. Chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cái bìa áo đặc biệt các bạn. Đó, Hánh Thạch Raver, một bìa áo đặc biệt em cũng được cán bóng luôn các bạn. Khá xịn sò nha, nhìn tưởng mình tưởng là bìa giấy ai dè đó là bìa được cán bóng bình thường thôi các bạn. Đây là dung bên trong của Hánh Thạch Raver nè các bạn. Hai giấy được in trên BB80 khá xịn sò nha các bạn. Rồi bộ truyện 5.000 bản nha các bạn. Và sau 50 năm, Ma Hạch DB và khởi chứa đựng sự xấu xa của thế giới một lần nữa sống dậy, và Hánh Thạch Raver hơi ánh sáng duy nhất có thể đối đầu với nó đã chọn người kế nhiệm là một chàng trai trẻ, và hành trình thu thập những mảnh Raver để lùi thế lực bóng tối của Haru Lu cùng những người đồng đội đã bắt đầu. Mùa xuân này mà các bạn độc giả cùng đón đọc Raver, ấn phẩm shonen giả tưởng đặc sắc đến từ tác giả Hiro Mashima, từng gắn bó với tuổi thơ của nhiều độc giả với tên gọi cũ là Thanh Kiếm Biến Hình nhé. Và mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ ủng hộ giúp mình nha, và comment một con số thích phía dưới, và nhớ con số thích lần này của mình là 624. Xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo.